Xin kính chào quý cô bác, anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh của em Dân Trịnh nhé. Hôm nay kênh của em Dân Trịnh xin đi và giới thiệu tới quý cô bác anh chị một số những mẫu sản phẩm bên em Dân mới về. Một số những mẫu sản phẩm bên em đã có. Quý cô bác anh chị đi qua kênh thì đừng quên cho em Dân Trịnh xin một nút like, một nút đăng ký kênh để kênh của em nó có thể phát triển lớn mạnh hơn cũng như có thể phục vụ tốt nhất đến quý cô bác anh chị. Đầu video ngày hôm nay thì em Dân xin giới thiệu với các bác một số những mẫu sản phẩm bên em nhé. Video đầu dòng sản phẩm đầu tiên ngày hôm nay thì em Dân xin giới thiệu cho các bác đó là một cái mẫu ô dù đa năng này. Một cái mẫu dù đa năng này dùng cũng rất là tiện lợi, nó thì có rất là nhiều màu sắc cho các bác. Con này thì chúng ta sẽ bấm nút, các bác sẽ bấm nút này nhé, thì nó sẽ bung ra, bung dù. Và khi các bác muốn đóng lại thì các bác sẽ chỉ việc bấm nút này thôi là nó sẽ thu dù lại, ô dù lại cho chúng ta. Đó, thì một con ô dù này thì em đang có màu đỏ đô này, đấy, màu xám này, màu xanh da xanh này, đấy, xám này, màu hồng này, đấy, màu xanh nõn chuối này, đó. Thì cũng rất là nhiều màu các bác nhé. Thì bên nhà em cũng rất là nhiều màu. Và một cái loại ô dù này thì bản của nó ra là chúng ta là ra 1 mét từ đây ra đây sang đây là 1m1, gần 1m1 một chút, 1m16, 1m06. Đấy, khung các thứ rất là chắc chắn, rất là chắc chắn nha các bác nhé. Đấy, các bác có thể sử dụng. Đấy, nó rất là tiện lợi. Và các bác bấm nút này là nó sẽ thu lại. Một cái mã sản phẩm như thế này thì bên nhà em Dân đang bán với cái mức giá cực kỳ ưu đãi cho các bác luôn. 100.000 đồng. 100k. 100.000 đồng một cái. Ô dù đa năng. 100.000 đồng một cái các bác nhé. Hàng đẹp luôn mà giá cũng rất là ok luôn. Hàng đẹp mà giá cũng rất là ok nhé. Đó là sản phẩm đầu tiên. Một cái mã sản phẩm thứ hai bên nhà em Dân xin giới thiệu với các bác. Đó là một cái dòng dao bã Nhật. Đây. Một con dao này đây thì có con nó mất vỏ, con không, nhưng ở đây hầu như là tất cả nó đều rất là ok. Con này thì cũng cán là liền thân, các bác cầm ở đây thì cũng không sợ bị gãy cán, cũng không sợ bị gãy cán nhé, cán liền thân này. Đây. Con này các bác về các bác mài qua đi một chút, mài qua đi một chút, nói chung là mài qua đi một chút là ok ngay. Con này để lâu rồi, con này nó để lâu rồi nhé, nhưng mà cũng rất là sắc, nhưng bình thường các bác thái vẫn rất là ok. Đây, khắc chìm này. Đấy, kích thước của nó này là 25,5 từ phần lưỡi đến phần cán là 14,5 các bác nhé, 14,5. Đó, đây là một con dao bãi, dao thái bãi. Đấy, một cái mã dao như thế này thì bên nhà em Dân đang bán với cái mức giá cực kỳ ưu đãi cho các bác luôn, 80.000 đồng, 80k nhé, 80k. Nó là dao bãi Nhật, nó là dao bãi Nhật này con này, thông số của nó đây. Các bác mài cái con này thì khuyên dùng là các bác mài nên mài bằng đá mài. Đấy, khuyên dùng là các bác nên mài bằng đá mài nhé. 80.000 đồng một con, dao bãi. Dao bãi Nhật, 80.000. Một cái mã sản phẩm tiếp theo bên nhà em Dân xin giới thiệu với các bác. Đó là một cái dòng máy, mẫu máy xay của thương hiệu Osaka. Mẫu máy xay của thương hiệu Osaka Japan này. Cái dòng này thì có một cái lưu ý với các bác là nó trên thị trường nó rất nhiều loại. Đấy, nó rất là nhiều loại nhé. Đây là nguyên nội bên trong nhé. Để em sẽ cân cho các bác luôn. Em gì cân lên đi. Đấy, đấy nha các bác nhé. Con này thì chắc chắn là nó sẽ nặng hơn con khác. Đây, bình thường không nhé, đang chống nhé. Đấy, nó sẽ nặng hơn con khác nhé. Con này thì nó sẽ là gần 1 cân này. Đấy, các bác có nhìn thấy này. Gần 1 cân. Gần 1 cân nhé, gần 1kg. Đấy, các bác cứ nhận hàng của các máy khác thì nó sẽ không chất lượng bằng con này. Con này rất là chắc chắn, tại vì làm sao củ này nó bên trong nó là củ đồng. Củ đồng nên nó nặng hơn chứ không phải là củ nhôm. Củ nhôm thì nó sẽ nhẹ hơn. Lõi con nói con này là lõi bên trong là lõi đồng. Và cái dòng này là dòng mẫu là máy xay Osaka, máy xay hoa quả nhé. Đấy, quan trọng là cái củ này này, bên trong này rất là chất lượng. Đấy, Osaka Japan. Con này thì hàng này cũng rất là ok. Các bác có thể xay hoa quả, xay sinh tố các thứ đều rất là tốt. Mẫu này thì dung tích của nó lên đến 700ml các bác nhé. Dung tích của nó lên đến 700ml. Con này thì bên nhà em đang bán cho các bác một cái giá cực kỳ ưu đãi luôn. Con này thì 200k. Bao ship luôn. Và bao ship cho các bác luôn. Máy xay Osaka. Mẫu máy xay Osaka nhé. 200.000 đồng bao ship. 200.000 đồng bao ship cho các bác. Máy xay Osaka đây. Đó, em khóa ra ngoài này luôn. Củ cầm nó rất là chắc tay nhé. Cái củ này cầm rất là chắc tay nhé. Nên là các bác yên tâm. Hàng này hàng xịn sò luôn. Hàng này hàng xịn. Đó, đây vỏ của nó đây. Vỏ của nó này. Cái những dòng khác thì vỏ nó cũng giống. Thế nhưng mà quan trọng là cái củ bên trong này nó không chất lượng bằng. Không chất lượng bằng nhé. Hàng đẹp luôn. Hàng này hàng đẹp luôn nhé. 200k bao ship.
200.000 đồng bao ship máy xay Osaka. Một cái mẫu sản phẩm tiếp theo em Dân xin giới thiệu với các bác, đó là một cái mẫu bộ nồi mới chín đáy, thương hiệu của nó là thương hiệu của Casavilla. Casavilla. Bộ nồi chín đáy của thương hiệu Casavilla này. Logo Casavilla này. Chín đáy. Các bác chỉ cần cầm vào thôi, các bác chỉ cần cầm vào thôi là các bác đã thấy cái độ chắc chắn của nó rồi. Em nói thật, các bác chỉ cần cầm vào thôi là các bác đã thấy cái độ chắc chắn của nó rồi. Đó. Con này thì nó có cái thanh thanh đo cái ấy này. Chín đáy. Chín đáy các nhé. Rất là dày dặn này. Chín đáy rất là dày dặn, người ta làm nói chung là rất là tỉ mỉ, hàng thì hàng đẹp luôn. Con này thì Casavilla chất lượng cực kỳ tốt. Chất lượng cực kỳ tốt nhé. Trọng lượng của nó nhé, em sẽ cân từng món một cho các bác luôn nhé. Em sẽ cân từng món một cho các bác luôn. Đầu tiên đây. Đầu tiên thì em sẽ cân cho các bác đó là một cái xoong nhỡ đây. Một cái xoong nhỡ này. Con xoong nhỡ này thì kích thước của nó nhé. Kích thước của nó sẽ em sẽ đo lọt lòng nhé, em sẽ đo lọt lòng của nó là 18. 18. Một cái xoong này 18 sâu này. Sâu của nó em quên. Sâu của nó vào tầm 11. 11 chín đáy. Trọng lượng này 1 kg. Con nồi này thì trọng lượng nó là 1 kg. Đấy, rất là chắc chắn cả vỏ nhé, cả đấy, cả cái nắp nhé. Đó là con đầu tiên 1 kg này. Đấy. Xong đến là con thứ hai, đó là một con xoong bé hơn. Con này thì nặng gần 8 lạng 7. Kích thước của nó này. Kích thước của nó em đo lòng cho các bác này. 16. 16 sâu của nó đây. 10 cm. Trọng lượng là 9 mấy. 870 gram, tức là gần 1 cân đấy. Đấy, gần 1 cân. Đó. Tiếp theo đó là một con chảo chống dính này. Con chảo chống dính này. 1,7 kg, gần 1,7 kg, gọi là 1,7 nhé. Gần tí nó gọi tương đối nhé, thuật tương đối cũng nhé. Gần tí thì ấy luôn. Con này thì trong của nó là 24 cm. Đó. Bộ nồi này là bộ nồi chín đáy cực kỳ xịn sò luôn, sâu 7. Con này thì chảo này, dòng chảo này có trúng dính đàng hoàng luôn các nhé. Có trúng dính. Đấy, đây là một con xoong máy bột, xoong bột. Con này thì 900 g. Con này thì có trọng lượng của nó là 900 g. Đấy, 900 g này. Trọng lượng của nó là 900 g. Đấy, một xoong máy bột, con này cũng là này. 16 ạ. 16 các nhé. Một cái xoong nữa này, những dòng này thì bắt luộc gà, luộc vịt các thứ đều được. Cái xoong này xoong to hơn một chút này. Con này thì nặng 1 cân 3. 1 cân 3. Đấy, 1.300 là 20. 20 cm. Và cuối cùng. Và cuối cùng. Đó là một con xoong to, con này thì hơn 1 cân 8. Đấy. Con này thì kính của nó đây. Nắp đều có nắp kính thôi nhé. 24 cm. 24 cm. Đấy, thì một cái bộ nồi của Đức, một bộ nồi của Casavilla đây, thì bên nhà em Dân đang bán với cái mức giá đó là 1.100.000 đồng. Nồi, bộ nồi của Casavilla, bộ nồi chín đáy cũng nhé. Các bác lưu ý cho em là bộ nồi này, bộ nồi chín đáy nhé. Đấy, hàng này xịn sò hơn nên là các bác yên tâm. Hàng khi các bác nhận hàng thì hàng nó là hàng mới. Khi các bác nhận hàng thì hàng nó là hàng mới luôn. Nguyên đai, nguyên quyện, nguyên hộp như kia. Các bác chỉ việc về và các bác sử dụng thôi. Nên là các bác rất là yên tâm luôn. Đấy, bộ nồi Casavilla chín đáy. Giá của nó là 1.100.000 đồng. 1.100.000 đồng các bác nhé. Sản phẩm tiếp theo thì bên em Dân xin giới thiệu cho các bác. Đó là một cái mẫu khay đựng gia vị này. Con này thì các bác đựng mắm muối mì chính hạt nêm này. Mắm muối mì chính hạt nêm. Đó. Ở đây thì có 3 khay. Nó có cái đây múc đây. Con ngoài này thì bằng thủy tinh. Thủy tinh. Đấy, các bác muối mắm muối mì chính để đây thì nó sạch sẽ, giữ vệ sinh mà nó không bị ẩm ướt, nó không bị chảy nước ra, không bị chảy nước ra. Nắp của nó nắp nhựa này đậy, nói chung là rất là kín đáo và không bị bụi bẩn. Đấy, thì một cái bộ này là một bộ ba khay, một bộ khay ba món.
Đấy thì là một cái để muối này, một cái để mì chính và một cái để hạt nêm cho các bác luôn. Đó. Thì một cái bộ như thế này thì bên nhà em Dân đang bán với cái mức giá cực kỳ ưu đãi cho các bác luôn, đó là 120.000 đồng. 120.000 đồng một cái mẫu khay, một cái mẫu khay đựng gia vị 3 món này. Một cái mẫu khay đựng gia vị 3 món này có nhé. Hàng thì cực kỳ đẹp luôn. Mà nó cực kỳ chất lượng luôn. Các bác có thể đựng được rất là nhiều. Đấy, nếu mà các bác nào mà nhà đựng nhiều thì các bác sử dụng hai bộ rất là phù hợp. Đấy, nó rất là phù hợp để các bác sử dụng nhé. Nói chung là gia đình thì sử dụng cái loại nào cũng được. Loại nào cũng được nên là các bác cứ yên tâm. Một cái mã sản phẩm tiếp theo bên nhà em Dân xin giới thiệu với các bác đó là một cái mẫu khay hộp đựng thực phẩm, một cái bộ hộp đựng thực phẩm này. Đấy, một cái bộ này thì gồm có cho chúng ta 1 2 3 4 5 6 7 8 khay. 8 khay. Đấy, 8 khay này. Con này thì hàng này hàng nội địa. Nội địa Nhật. Đấy, một cái 8 khay này thì nó có 5 loại. Nó có 5 loại nhé các bác nhé. Đấy, nắp của nó thì cực kỳ dẻo dai luôn. Cái dòng này thì cực kỳ dẻo dai cho các bác luôn. Đậy cực kỳ kín này, các bác có thể nhìn thấy. Cực kỳ kín đáo và cực kỳ ok. Nói chung là rất là dẻo, hàng thì hàng xịn sò luôn. Đấy, hàng nhựa này thì rất là xịn sò, các bác đựng thực phẩm các thứ trong đây rất là tiện lợi. Các bác đựng thực phẩm trong đây rất là tiện lợi các nhé. Đó, một con như thế này thì đây các bác đậy nắp kín lại. Các bác đậy nắp kín lại này. Một cái con như này thì ở đây nó có thời thông số đây 900 ml này. Một cái bộ khay như này thì bên nhà em Dân đang bán với cái mức giá cực kỳ ưu đãi cho các bác luôn. Đấy, đó là 280.000 đồng. 280.000 đồng một combo khay đựng thực phẩm này và bao ship cho các bác. 280.000 đồng một combo này và bao ship cho các bác luôn. Và nhà em Dân bao ship cho các bác nên là các bác yên tâm. Đó, combo hộp đựng thực phẩm. Combo hộp đựng thực phẩm nhé, 800.000 đồng. 800 à đâu nhầm xin lỗi, 280.000 đồng và bao ship cho các bác. Đấy. Một cái mã sản phẩm tiếp theo bên nhà em Dân xin giới thiệu với các bác đó là một cái bộ chày cối. Bộ cối chày này. Đấy, inox 304 thương hiệu của Willing Đức. Đấy, inox rất là dày dặn. Con này thì rất là chắc tay. Đấy, trọng lượng của con này thì em đã cân thử đây và sẽ cân lại cho các bác luôn. Nó là nặng 1,8 kg. 1,8 kg nhé. Đấy, đã cân thử rồi. Đấy, 1,8 kg. Con này thì cái chày này đây, em xin đo kích thước của cả bộ nhé. Cái chày này thì nó có kích thước của nó là 15,5 cm. Đấy, còn cái cối này thì miệng của nó là 12,5. Chiều sâu của nó là 12 cm. 12 cm. Giá bán của nó thì nhà em Dân đang bán với mức giá cực kỳ ưu đãi cho các bác luôn. Đó là 250.000 đồng. 250.000 đồng và nhà em Dân bao ship cho các bác luôn. Đấy, đáy của nó thì có một cái lớp chống trơn trượt này để các bác có thể sử dụng. 250.000 đồng và bao ship cho các bác cái mã ấm nước cái mã bộ cối chày này nhé. Bộ cối chày này 250.000 đồng bao ship. Một cái mã sản phẩm tiếp theo bên nhà em Dân xin giới thiệu với các bác, lâu lắm rồi mới lên cho các bác một cái mã cặp lồng của Đức này. Đấy, quên đấy, mấy lần trước không lên bộ cặp lồng của Đức đây. Cặp lồng inox nhé, mã cặp lồng inox. Đấy, mở nắp. Nắp của nó đây. Xoáy lại này. Xoáy lại, nói chung là con này hàng này rất là đẹp. Đấy, cặp lồng đấy. Đấy, cái bát này nhé, cái tô này thì các bác có thể đựng làm bát cơm được, làm bát ăn cơm được. Một cái con này thì bên nhà em Dân đang bán với mức giá cũng là 250.000 đồng. Trước kia cũng bán 250.000 đồng nhưng mà đợt này có ưu đãi hơn cho chúng ta, đó là được giảm giá. Mọi khi nó không bao ship, đợt này thì bao ship cho các bác. Bao ship cho các bác. Đấy, cặp lồng của Đức. Đấy, 250.000 đồng bao ship. 250.000 đồng và bên nhà em Dân bao ship cho các bác. Cặp lồng của Đức. Một cái mã sản phẩm tiếp theo bên nhà em Dân xin giới thiệu với các bác đó là một cái dòng ấm nước siêu tốc. Ấm nước siêu tốc. Đấy, ấm nước siêu tốc kính, có kính. Đấy, có kính này. Đấy, các bác lên cho em mã này là mã ấm nước siêu tốc kính nhé. Ấm nước siêu tốc kính. Con này thì thương hiệu của nó là Cúc Đô. Đấy, con này mắc của nó lên đến 2 lít.
các bác đun mắc đến 2 lít. Đấy, rất là đẹp. Công tắc bật tắt. Nắp của nó đây. Rất là trong, lành, đẹp. Cái kính này của nó thì là nó bo, nó làm xung quanh rồi, nên là các bác yên tâm, không bao giờ sợ bị ấy cả. Rất là an toàn. Bên trên này có nắp, nắp này của nó này là bằng inox này. Đây. Các bác về các bác lột ra. Đấy. Cực kỳ đẹp luôn. Cực kỳ đẹp luôn, nó inox và kính này. Đấy. Thì các bác đun nước các bác không phải lo lắng gì về mùi nhựa hay các thứ gì cả. Đấy, một cái mẫu sản phẩm như thế này thì nó có cái đế của nó đây. Đế của nó để có cắm. Con này thì sử dụng cái nguồn điện của nó là nguồn điện 220V, nãy rơi không việc gì đâu, có 220V. Con này thì bên nhà em dân đang bán với cái mức giá cực kỳ ưu đãi cho các bác luôn, đó là 200k. 200.000 đồng bao ship. 200.000 đồng bao ship. Ấm nước siêu tốc kính. Ấm nước siêu tốc kính nhé. Hàng đẹp, chất lượng, nó có hai màu hồng và màu đen nhé. Cái này mẫu này nhà em có hai màu hồng và màu đen cho các bác luôn. Một cái mã sản phẩm tiếp theo bên nhà em dân xin giới thiệu cho các bác đây. Một cái ấm nước siêu tốc nữa. Một cái dòng ấm nước siêu tốc nữa. Con này thì còn nguyên hộp. Con này thì còn nguyên hộp đây. Đấy, thương hiệu của nó là thương hiệu Lambeng Cutte. Đấy, Electrician. Có phiếu bảo hành nhé, con này thì có đầy đủ, còn nguyên hộp, còn nguyên bảo hành. Đấy, nguyên đai, nguyên kiện, nguyên bảo hành nha các bác. Ấm của nó đây. Đây của nó đây. Nói chung là cái mã ấm này thì còn cực kỳ đẹp cho chúng ta luôn. Đây, ấm siêu tốc kính đây. Sử dụng nguồn điện của nó là nguồn điện 220V các bác nhé. Cái mã này thì sử dụng nguồn điện của chúng ta là nguồn điện 220V. Thương hiệu của nó là thương hiệu Lambeng này. Lambeng này. Hàng này thì cực kỳ đẹp và chất lượng. Cái mã này thì cực kỳ đẹp chất lượng nhé. Đấy, kính này, bên trên này là viền của nó là viền inox này. Các bác mở nắp ra đây. Các bác mở nắp ra đây. Con này thì sử dụng cũng rất là tuyệt vời. Cái mẫu này thì sử dụng cũng rất là tuyệt vời các nhé. Đấy. Cái mã này thì nó sử dụng nguồn điện, nó là nguồn điện 220V. Đấy, khi các bác cắm điện thì viền xanh này nó sẽ sáng. Em thì thực ra là đấy. Định ra quay theo các bác, nhưng mà để hôm khác hẹn các bác video khác em sẽ test cho các bác luôn. Đấy, thì còn đây là nó có một cái đế của nó đây. Cái đế của nó đây. Đấy, cái này thì sử dụng điện 220V, cũng có viền inox cho chúng ta. Các bác đặt lên. Các bác đặt lên nhé. Một cái mã sản phẩm ấm nước siêu tốc đây thì bên nhà em dân đang bán với cái mức giá cực kỳ ưu đãi cho các bác luôn. 400.000 đồng, 400k và bao ship cho các bác toàn quốc. Và bao ship cho các bác toàn quốc ấm nước siêu tốc của thương hiệu Lambeng này. 400.000 đồng và bao ship toàn quốc cho các bác ấm nước siêu tốc kính. 400k và bao ship. Đó. Một cái mã sản phẩm tiếp theo bên nhà em dân xin giới thiệu cho các bác, đó là một cái dòng cạo râu ba lưỡi cực kỳ xịn sò nhé. Thương hiệu của nó là 4D Server này. Mở nắp này. Máy mới nhé, máy này là máy mới nhé các bác nhé, chưa qua sử dụng một lần nào cả. Công suất của nó là 3W. Công suất của nó là 3W, có rất là nhiều lưỡi, rất là đẹp. Đấy, hàng cực kỳ đẹp. Hàng cực kỳ đẹp luôn. Hàng cực kỳ đẹp luôn các bác nhé. Đấy, các bác có thể nhìn thấy này, nó bám theo từng cái mặt mặt cái râu của chúng ta. Râu quai nón các bác cũng không sợ nhé. Râu quai nón thì con này thì lại cực kỳ thoải mái luôn. Đó là các bác có cái tông đơn, như kiểu cái tông đơn này. Đấy. Cái này thì nó thực ra là cắt tóc thì vẫn được. Có như một số bác hỏi em là có cắt tóc được không? Thì cái này thì tâm sự luôn, cắt tóc thì vẫn được, nhưng mà nó kém. Tại vì làm sao nó bé. Tại vì làm sao nó là cái dòng bé. Để các bác tông đơ cái râu thôi. Râu bác nào râu quay nón mà muốn cạo ấy, hay là ấy, chỉnh râu ấy, thì nó rất là ok. Đó. Tiếp theo nữa đến nữa, đó là một cái tỉa lông mũi. Một cái tỉa lông mũi này. Các bác lắp vào này. Thì một cái bộ 3 món như này. Một cái bộ 3 món như này. Đấy. Thì giá trước nhà em đang bán với giá là 250.000 đồng. Hôm nay
sale cho các bác, giảm giá cho các bác nhé. Hôm nay là ngày sale cho các bác, giảm giá cho các bác luôn. Đấy. Xuống còn một cái mức giá cực kỳ ưu đãi luôn. 200.000 đồng. 200k. Xả sale cho các bác xuống còn 200k, giảm giá. Giảm giá. Giảm giá cho các bác xuống còn 200.000 đồng. Giảm giá cho các bác xuống còn 200.000 đồng các bác nhé. Máy cạo dầu thương hiệu 4D Server 200.000 đồng. 200.000 đồng các bác nhé, giá cực kỳ ưu đãi luôn. Giá cực kỳ ưu đãi luôn. Một cái mã sản phẩm tiếp theo bên nhà em Dân xin giới thiệu với các bác, đó là một cái mẫu máy massage. Mang máy massage to này. Đấy. Một cái mẫu máy massage này. Con này thì có một cái lưu ý cho các bác. Em bị trả lời rất là nhiều lần rồi, là khi các bác cái này bác cắm sạc thì nó sẽ không chạy được. Tại vì làm sao, nó có chức năng là nó sợ là khi mà các bác vừa dùng thì cái hàm pin bên trong nó nóng mà nó sẽ sợ cháy nổ. Nên là khi các bác cắm sạc vào thì nó sẽ không dùng được nhé. Chắc chắn 100% là khi các bác cắm sạc vào thì nó sẽ không chạy được. Đấy, nó chỉ sáng đỏ ở đây thôi. Và có một cái nào đó là khi các bác bấm nguồn lên này. Đấy thì nó sẽ không chạy, nó sẽ chỉ hiển thị phần trăm pin này, và các bác muốn bật con này thì các bác phải giữ im chỗ này. Đấy thì nó mới chạy. Đó. Và con này thì chạy, một đặc điểm của nó là cực kỳ hay luôn. Đấy là lưu ý cho các bác thế. Đấy, một đặc điểm của nó cực kỳ hay đó là chạy rất là sướng. Đấy, các bác có thể massage này. Nó có 4 chức năng massage này. Đấy, massage lưng này, massage rất là nhiều chức năng. Rất là nhiều bộ phận để massage. Một cái mẫu máy massage này thì bên nhà em Dân đang bán với cái mức giá cực kỳ ưu đãi các bác nhé. Mà nó có thể mang đến cho chúng ta những cảm giác dễ chịu, thoải mái. Con này thì các bác về có thể bíu bố mẹ. Đấy, bác nào mà đau xương khớp hay đau lưng, nói thật với các bác luôn, em thì ít tuổi thôi, nhưng mà cái lúc mới lớn cũng bung sức. Đấy, cũng đi làm, cũng vươn trái. Thì nói chung là làm những cái công việc nặng nhọc, thực sự với các bác bây giờ là bị đau lưng. Đấy, bị thoát vị đĩa đệm. Đấy, nhưng mà con này về thì thực ra là tối thì lúc nào trước khi đi ngủ thì đưa cho vợ nó dí vào lưng trong một lúc, thế là nó lại dễ chịu để đi ngủ. Đấy, rất là dễ. Đấy, còn không biết các bác nhau, nhưng con này thì rất là ok, có 6 tốc độ. Đấy, con này thì em chỉ thích tốc độ này thôi. Đấy, xong là cho cái quả bóng này vào này. Đây, em cho cái quả này vào này. Đấy, xong là dí vào lưng. Đấy, rất là thích nhé con nhé. Rất là thích. Đó. Mà con này thì chạy rất là bền bỉ. Chạy rất là bền bỉ. Con này nếu mà các bác sử dụng thì các bác cắm sạc vào. Giá của con này thì bên nhà em Dân đang bán với mức giá cực kỳ ưu đãi cho các bác luôn. 250.000 đồng. 250.000 đồng một cái. 250.000 đồng một cái nhé. Đấy. Và đặc biệt hôm nay đặt này có chương trình, tại vì sao mà một số món sản phẩm em xả riêng cái trong video ngày hôm nay, mẫu máy massage này thì nhà em Dân bao ship cho các bác luôn ngày hôm nay. Đấy, trong video ngày hôm nay này. Đấy, trong đợt này là mẫu máy massage gắn bé. Đấy, 250.000 đồng bao ship. 250.000 đồng và em Dân bao ship nhé. Massage gun 250k bao ship cho các bác luôn trong cái video ngày hôm nay. Cực kỳ ưu đãi. Cực kỳ ưu đãi nhé. Đó. Còn đây là một cái dòng, cũng là một cái dòng massage nữa, một cái dòng massage nữa. Đó là một con massage body, massage 3D. Đấy, tại sao lại gọi nó là massage 3D, gọi massage body. Tại đây này, những cái này các bác thật sự cho các bác luôn, bác nào chưa trải nghiệm thì các bác chưa biết được. Đấy, còn mấy cái dụng bổ là thằng nào quảng cáo mà chả hay, thì chắc chắn là ai quảng cáo cũng hay rồi, nhưng mà nó phải hay thật thì em mới quảng cáo là hay được. Đấy, các bác cứ muốt này, nó sẽ đả thông kinh mạch. Đấy, lưu thông khí huyết. Đấy, lưu thông khí huyết cho chúng ta. Đấy. Nó phải có thực sự ra với các bác luôn, nhìn thì nó hơi buồn cười. Đấy, nhìn thì các bác ra tưởng tượng ra rất nhiều cái, nhưng mà thực sự ra con này rất là có lợi ích luôn. Đó, này là các bác massage này. Này, cái này cái cục xoay này nhá, nó sẽ xoay để nó sẽ lưu thông như kiểu mạch máu của chúng ta này, những cái mạch máu này, như kiểu là các bác đi rác hơi ý. Đấy, nó sẽ lưu thông mạch máu. Còn em cam kết với các bác luôn, các bác cái này giá thì cực kỳ ưu đãi luôn. Nó bán này là gọi là bán giá để kỷ niệm thôi, để các bác trải nghiệm thôi. Đấy. Đấy, các bác có thể massage này. Em nói thật với các bác nhé, massage cổ vai gáy này, body này, đấy, rất là tiện lợi đây. Ở trong hình vẽ này người ta cũng đã khuyến cáo cho chúng ta này, massage mặt này, đấy, massage cổ này, massage lưng, cổ này, khuỷu tay, khuỷu chân này, đấy, body này, đấy, thì đều ok. Nói chung là sản xuất cái mẫu này ra thì cực kỳ hữu hiệu cho các bác luôn. Các bác có thể massage. Đấy. Đây đấy, em thực ra là ở chỗ này thì em chỉ ngồi massage đấy cho các bác thôi. Còn các bác cứ về các bác cứ trải nghiệm, nói chung là rất là sướng, rất là thích. Đấy, hai con này nó riêng biệt này. Đấy, nên là nó sẽ vuốt cho những cái ấy của chúng ta. Hàng này thì cực kỳ đẹp luôn.
Hàng này thì cực kỳ đẹp luôn. Cái mẫu này thì bên em đang giá bán với giá cực kỳ ưu đãi cho các bác luôn. Đấy, các bác nhìn thấy này. Cực kỳ ưu đãi cho các bác luôn. 40.000 đồng. 40k. 40.000 đồng một cái. Massage body, massage 3D. Các bác cứ lên là cho em là mẫu massage 3D. Đấy, 40.000 đồng một cái, 40k massage bằng tay. Con này thì các bác rửa nước các thứ đều ok nhé. Một cái mã sản phẩm tiếp theo bên nhà em dân xin giới thiệu với các bác, đó là một cái dòng mẫu máy cạo râu của thương hiệu Panasonic. Con này thì cực kỳ hay. Nó sử dụng bằng cái nguồn, đó là nguồn pin. Pin. Đấy, các bác lắp vào này. Con này thì cạo rất là sướng. Khi các bác nhận hàng thì nó là hàng mới nhé. Nó là hàng mới luôn của thương hiệu Panasonic này. Đó, hàng mới. Nguyên đai, nguyên kiện, nguyên hộp. Đây em xin cạo cho các bác thử luôn. Đây như coi nhé, em xin cạo thử cho các bác luôn này. Đấy, các bác bật lên này. Đầu tiên bật lắp pin vào nhé. Các bác lắp pin vào này. Và tí nữa em sẽ lưu ý cho các bác lắp pin vào thì lắp pin đúng chiều. Đấy. Đấy, và các bác bật lên. Đấy, các bác cạo này, các bác nhìn thấy râu em đây ạ. Rất là nhẹ nhàng nhé, em cầm rất là nhẹ nhàng nhé. Đây mà em còn nói nữa nên là nó tốc độ của nó sẽ chậm hơn. Đấy, rất là nhẹ nhàng nhé, em cầm rất là nhẹ thôi, không có cái gì mà phải nặng nhọc hay vất vả gì cả. Đấy các bác thấy chưa? Đấy, qua hai lần đấy, là chỗ này nó đã sạch sẽ rồi. Thật sự ra là sờ không thấy cái gì nữa rồi. Cực kỳ hữu hiệu luôn. Đấy, cái mã cạo râu này cực kỳ hữu hiệu luôn, thương hiệu của mà Panasonic. Hàng này nói chung là hàng cực kỳ chất lượng. Đây các bác có thể nhìn thấy này. Rất là sắc. Và em tâm sự thật với các bác luôn là con này là từ ngày em bắt đầu làm là em đã cạo rồi. Mà đến bây giờ các bác có thể nhìn thấy đấy, thì em cứ liêu qua thôi. Nói chung là cứ một ngày nào em cũng cạo một lần, tại vì em cái do vấn đề công việc nên là em phải thường xuyên là thức đến 12 giờ đêm. Đấy, để làm việc nên là râu nó rất là nhanh mọc. Nói chung là hầu như là ngày nào sáng nào em vẫn phải cạo. Đấy, hôm nay là tiện thể quay video là cũng là cạo luôn, không thì tí nữa cũng cạo luôn. Đấy, thì là hầu như là ngày nào em cạo râu nên là em trải nghiệm rồi. Thực sự ra là em trải nghiệm rồi và em bán rất nhiều cái mẫu máy này rồi, nên là các bác yên tâm. Đấy, con này thì bên nhà em dân đang bán với mức giá đó là 380.000 đồng. 380.000 đồng một con máy cạo râu của thương hiệu Panasonic. Đấy, nên là các bác yên tâm. Hàng này thực sự ra với bác luôn là nhà em đã thử sử dụng rồi. Đã em đã dùng rồi. Đấy, những cái dòng kia thì trải nghiệm ít, không dám nói nhiều, nhưng mà cái dòng này em khẳng định với các bác luôn là chất lượng. Đấy. Còn đây nhé các bác nhé, các bác lắp pin của nó thì chúng ta sẽ đầu tiên nếu mà các bác khi các bác nhìn này thì ai cũng nghĩ là lắp pin như này đúng không ạ? Ai cũng nghĩ là lắp pin hết đúng như này. Nhưng mà lắp pin như này là không đúng. Lắp pin như này là không đúng, chắc chắn sẽ không bật được. Đấy. Và các bác lắp pin đúng là như này cho em này. Các bác lắp theo cái chiều của mũi tên của nó này, con này các bác đảo ngược đầu đi. Một con bên này các bác đảo ngược đầu đi. Đấy. Là các bác chạy được. Là các bác chạy được. Rất là tiện lợi. Đấy. Máy cạo râu của Panasonic, con này bên em dân đang bán với mức giá đó là 380.000 đồng. 380.000 đồng. Hàng mới, hàng mới luôn. Một cái mã sản phẩm tiếp theo bên nhà em dân xin giới thiệu với các bác, đó là một cái mẫu đồng hồ nhiệt kế này. Đấy, các bác có thể đo nhiệt độ, đo thời gian, đo độ ẩm thì đều ok với cái mã đồng hồ nhiệt kế này. Con này thì sẽ được tặng kèm theo cho các bác đó là một cái pin. Cái pin này thì đây, các bác lắp vào đây. Đấy, rất là tiện lợi này. Các bác lắp vào đây. Đấy, là được. Lắp vào đây là được. Bên trong bảng này nó sẽ điều khiển cho các bác. Em đã hướng dẫn rồi. Đấy, mà con này cũng cài đặt rất dễ thôi. Đấy, cái chân đây. Ở đây có cái chân của nó. Để các bác có thể bỏ ra. Để các bác đặt lên. Đồng hồ nhiệt kế nhé. Bên nhà em dân đang bán với mức giá đó là 100k. 100k. 100.000 đồng một cái. Đó. Thì vừa rồi thì em dân vừa mới giới thiệu tới các anh chị một số những cái mẫu, một số những cái dòng sản phẩm bên nhà em đang có phân phối. Các bác ưng sản phẩm nào thì có thể liên hệ trực tiếp với em dân. Cảm ơn các bác đã xem video của em. Em dân xin phép được dừng video tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn các bác.